ngày 10 tháng 9 năm 2018, Tòa án Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Võ Trùng Dương, thường gọi là Quẹo, 28 tuổi, ở xã Phước Vinh, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh, mức án tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, năm 2016, Dương chung sống như vợ chồng với một phụ nữ đã có con riêng. Tháng 5 năm 2018, tức thời điểm xảy ra vụ việc, phụ nữ này 27 tuổi và cháu bé mới 3 tuổi. Quá trình chung sống, Dương thường nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người đàn ông khác nên thường phát sinh mâu thuẫn. Khoảng 9 giờ ngày 1 tháng 5 năm 2018, phát hiện vợ không nghe điện thoại của mình mà lại nghe điện thoại của người chị họ, Dương lấy một con dao cất giấu dưới yên xe máy rồi chạy đi tìm vợ. Khi đến xã An Cơ, huyện Châu Thành, Dương gặp vợ chạy xe máy chở theo con riêng. Dương cúp đầu xe khiến hai người trên xe bị ngã. Sau khi cãi vã và xô xát, Dương rút dao chém vợ nhiều nhát vào đầu, vai và cổ khiến chị này té ngã xuống đường bất tỉnh. Sau đó Dương bế cháu bé đứng giữa đường kêu người dân đến báo công an và đưa vợ đi cấp cứu. Tuy nhiên, người phụ nữ đã chết do vết thương quá nặng.